Cho trắng tươi như bột được không? Trắng vậy thì cỡ vậy được không? Được, như chị là quá được. Vậy là ok đúng không? Lan với sức kem trộn nó chứ không trắng mất gì đâu. Rồi. Bây giờ là không còn cái gì hết trơn. Bây giờ chỉ còn cái trở ngại là kiếm vợ thôi. Anh muốn con trai để em đỡ áp lực. Ủa, nhà anh là quan niệm phải có con trai hả? Không, ví dụ như là trong gia đình mình cũng phải có nếp có tẻ vậy đó. Sinh một đứa con gái đó chứ không? Thì hàng xóm nói này nói nọ thì mình bắt buộc phải kiếm những đứa con trai vậy đó. Rồi hàng xóm nói hoài không đẻ được con trai thì sao? Thì ráng thêm đứa thứ ba. Mời nhà trai. Chào trai. Dạ, chào chú Nguyễn Linh. Xin được mời nhà gái. Bây giờ mình thông qua hàng rào mình nói cho nhau nghe, giới thiệu rồi công việc rồi thì đường tình duyên thế nào nha. Trước tiên thì con xin chào chú Quỳnh Linh, em chào chị Ngọc Lan. Chào em. Chào nhà gái luôn. Và em xin chào quý vị khán giả luôn. Xin tự giới thiệu, em tên là Hoàng Thanh Vinh, sinh năm 1995, tại đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh, còn quê của em là ở Huế. Em đang làm ở trong một cái xưởng sản xuất quần áo. Công việc của em là cắt hàng và quản lý hàng hóa. Em xin hết. Hiện nay làm ở đâu Vinh? Dạ em làm ở Tân Phú. Tân Phú hả? Dạ đúng rồi. Mời nhà gái. Dạ lời đầu tiên em xin chào anh Quỳnh Linh, chị Ngọc Lan, bạn nam bên kia và toàn thể khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Em tên là Trịnh Thị Hà Giang, năm nay em 28 tuổi. Hiện tại thì em đang làm hành chính nhân sự tại công ty cổ phần viễn thông FPT. Em đang làm ở đâu? Em đang làm ở bên quận Tân Phú. Em sinh ra ở ngoài Thanh Hóa, lớn lên ở Đắk Lắk và chào trong Sài Gòn học tập và làm việc. Hiện tại thì nhà em đã di chuyển vào Dĩ An, Bình Dương để sinh sống. Ủa Giang làm đâu Giang? Em làm ở bên Tân Phú anh. Tân Phú hả? Ủa gì sát bên Vinh rồi? Vinh làm ở đâu? Dạ ở Vinh làm ở Lê Thúc Hoạch ạ. Đó bên kia đâu? Em ở đường Thống Nhất. Gần. Không chừng đi ăn sáng rồi có gặp nhau rồi đó. Đúng rồi. Bây giờ thì nói cho bên nhà gái biết ưu điểm khuyết điểm của mình đi Vinh. Điểm mạnh của em là siêng năng cần cù, chịu khó tìm hiểu những cái mới. Còn điểm yếu của em là thứ nhất là trong ăn uống là em không ăn được thịt mỡ với lại cá mà có mùi tanh là em không có ăn được. Chị chứ em ăn gì? Dạ em ăn thịt về cá nhưng mà ăn được nhưng mà trong ăn lúc chế biến. Ăn thịt nạc không đúng không? Dạ đúng rồi. Thịt nạc. Ăn cá là ăn xương không đúng không? Không, ví dụ như là người nào chế biến là cá không có mùi tanh là em ăn được. Không mùi tanh mới ăn được. Dạ, khó dạ, hả? Khó ăn dữ vậy trời. Cái tật xấu là gì không? Cái tật xấu lớn nhất của em là gặp người lạ là khó tiếp xúc. Không tiếp xúc người lạ được. Dạ đúng rồi. Vậy hồi gặp cô kia lạ quắc rồi sao? Thì chắc phải chịu khó mở lòng chút xíu. Đó đó thì mở chịu khó mở lòng đi. Dạ dạ. Tập từ từ nó quen à. Dạ. Thôi mời nhà gái. Nhà gái nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình nào. Dạ ưu điểm của em thì vui vẻ hòa đồng nhiệt tình và khi nào cũng luôn luôn là tràn đầy năng lượng. Khuyết điểm của em thì về nấu ăn những cái món đơn giản thôi, còn những món phức tạp thì cũng nấu được đó nhưng mà hơi khó ăn một chút xíu. Có nấu cá được không? Cá thì hầu như là em không nấu được, ít nấu lắm. Rồi trời ơi về là có ăn thịt mỡ không? Em không ăn thịt mỡ. Được hai đứa không ăn thịt mỡ luôn được. Ăn thịt mỡ giống tôi em hơi mập chút à. Đường tình duyên sao nè, Vinh nói cho bên Giang nghe coi. Dạ em là có hai mối tình rồi. Mối tình đầu tiên là từ lúc hồi trước 18 tuổi là tình yêu còn nhỏ nên không tính đi. Tình yêu còn nhỏ nhỏ hả? Còn mối tình thứ hai là lúc em 18 tuổi trở lên rồi là quen cũng được 2 năm. Cái này là cái biến cố chút xíu nữa là sẽ dẫn tới hôn nhân. Rồi sao lúc quen? Đó em suy nghĩ về gia đình của em á. Tại vì gia đình của em hoàn cảnh còn khó khăn, nếu mà em cưới vợ là em sẽ không còn phụ giúp gì cho gia đình mình được hết trơn á. Nên em sẽ dừng lại. Cái đó đâu phải biến cố. Cái đó mình cố tình chứ biến cố gì. Cái lúc đó là em đã suy nghĩ rồi. Cố biến chứ không phải biến cố. Tức là em thấy khó khăn quá em dừng lại. Dạ đúng rồi. Tức là mình cố rút lui để cho nhiều khi sợ bên kia khổ mình cũng khổ đúng không? Đúng rồi. Rồi giờ đủ sức để có chưa hay nữa chừng cái không? Dạ rồi, dạ rồi. Cố biến nữa. Dạ, bây giờ là không còn cái gì hết trơn. Bây giờ chỉ còn cái trở ngại là kiếm vợ thôi. Kiếm vợ, cưới liền không? Dạ được. Chuẩn bị gì lấy vợ chưa? Cũng có một số vốn nhỏ nhỏ. Đó. Có nhà rồi chưa? Có nhà chưa kìa, chị Lan hỏi rồi. Nhà có thì có ở Huế, còn thành phố thì chưa. Chưa không, ở nhà trọ đúng không? Dạ. Thì có gì về bán nhà ở Huế vô đây à? Được không? Dạ chắc không chị ơi. Không, ở nhà của ba mẹ thôi. Không lẽ không bán sao? Ba mẹ vô đây luôn. Lấy vợ là hai vợ chồng cùng làm việc là cũng sẽ mua được nhà. Đúng rồi, ít có ai mà lấy vợ lấy chồng mà có nhà liền lắm. Đó, ít lắm. Đồng vợ đồng chồng tác biến đồng cũng vậy. Lấy vợ cưới vợ rồi về còn chưa có nhà nữa. Không? Không có lo ha em ha. Rồi giờ sao tình hình đường tình duyên nè? Em thì cũng có hai mối tình. Mối tình đầu tiên thì khoảng 2 năm do hai đứa không hợp quan điểm nên chia tay. Mối tình thứ hai thì khoảng gần 3 năm. Đó là do em bị cắm sừng. Nào kỳ lạ vậy? Ba xinh đẹp vậy mà cắm sừng ta? Nó xinh vậy mà đi cắm sừng thiệt.
Ông ẩu thiệt ẩu à. Ông đúng lạ lùng. Mong muốn có người yêu như thế nào nè, nói chị Lan nghe. Dạ em mong muốn bạn nam là người trưởng thành, ngoại hình thì ưa nhìn, chín chắn mà thật thà, mà đặc biệt là không gia trưởng. Dạ. Không hút thuốc và không vũ phu. Không vũ phu. Đúng rồi, đúng rồi. Đó, được không Vinh? Dạ được, dạ được. Dạ, đó, người ta đưa ra nhiều yêu cầu vậy, rồi nhắm được bao nhiêu phần trăm? Dạ mấy cái đó em làm được hết. Làm được hết đúng không? Dạ. Nhớ nha. Giờ mình hỏi thêm về ngoại hình đi. Em tưởng tượng người yêu của em là ngoại hình ra sao nè? Cao ráo chứ. Cỡ nhiêu? Cỡ 1m7. 1m7. Rồi mập ốm ra sao để chị Lan qua coi. Vừa vừa thôi, đừng cũng mập quá. Ngon măng mỡ đó biết rồi đó. Đừng cũng gầy quá. Rồi gì nữa, khuôn mặt làm sao? Khuôn mặt mình nhìn vô thấy sáng. Rồi để chị Lan qua coi nha. Dạ chị ngắm giúp em. Sao bên nhà trai tôi xin trai à? Chào nhà trai. Dạ em chào chị. Chị thấy là tương đồng với những cái mà em đang mong muốn đó. Sáng sủa luôn á. Sáng trưng. Dạ. Giờ tới mình thì sao? Mình mong muốn có người yêu như thế nào? Thì điều đầu tiên là da trắng. Thì từ từ giống em được. Da trắng tươi như bột được không? Chén chén thì được đó. Da trắng. Dạ rồi, da trắng dữ. Dài. Thân hình mi nhon giống em, có gì để em bùng cho nó dễ. Bồng luôn á. Đâu, thì lỡ có gì thì mình bồng cho nó dễ thôi, không có gì hết trơn á. Ngồi qua bồng thử nha. Với lại là biết thương yêu người trong gia đình. Lý do tại sao thích con gái da trắng? Thì em cũng da trắng. Em muốn vợ em sau này cũng da trắng, đẻ con ra cũng da trắng. Trời ơi, vậy đen đen như tôi không được rồi đúng không? Không phải luôn. Trắng vậy thì cỡ vậy được không? Được, như chị là quá được. Vậy là ok đúng không? Lan với sức kem trộn nó chứ không trắng mất gì đâu. Rồi. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân nè. Nhà gái đi với ai cưng? À dạ, hôm nay em đi với mẹ em, anh trai với lại là chị dâu. Rồi, có cả mẹ luôn. Dạ, chào nhà gái. Rồi, bây giờ mình đi con. Đại diện nhà gái nè. Bây giờ cho mẹ nói trước đi. Sao thấy chàng rể tương lai bên đây được không? Chàng trai đi cũng được đó. Được không? Được. Nãy giờ thấy nó hiền hay dữ? Hiền. Hiền hả? Giờ nếu như chàng trai mà muốn cưới liền á thì cô chịu không? Chịu luôn. Chịu luôn hả? Rồi. Cảm ơn cô. Em chào anh Quỳnh Linh ạ. Chào chị. Chào toàn bộ khán giả. Em là Trường, anh trai của Giang. Thì em thấy là nhà trai cũng dễ thương. Được. Nếu được thì cứ cho cơ hội để có thể là hẹn hò với nhau. Em yên tâm đi, anh làm bất động sản nên là cứ mua thì cứ hai đứa lấy xong rồi mua thì liên hệ anh. Cái đấy nhà cửa thì yên tâm. Rồi, thấy anh em có miếng đất nào dư dư anh cho hai đứa nhỏ cũng được. Cũng được. Đó, ngon lành. Rồi nhà trai đi với ai? Dạ em đi với hai dì với một dượng. Chào nhà trai ạ. Em chào anh Quyền Linh, chào Ngọc Lan, chào nhà gái, chào quý vị khán giả. Thấy nhà gái cũng dễ thương, cũng hiền, thấy hai đứa cũng hợp đó. Dạ. Có gì thì hai đứa cho nhau cơ hội rồi làm quen, được thì mình tiện tới luôn. Dạ, em xin hết. Được cái để đãi chè hẻm mà không nha. Ở Quế là chè hẻm là mắm tép rồi hả? Dạ. Rồi. Bánh bột lọc. Bánh bột lọc. Bánh bột lọc rồi đó. Cảm ơn nhà trai ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cho đôi trẻ gặp nhau. Mở rào. Cô bên kia tên Giang nha. Nhớ nha, cho kỹ nha. Bên đây tên Vinh. Hai người ghép lại Vinh Giang. Vinh Giang. Bắt đầu đi Vinh. Anh có hai món quà tặng chưa? Ok. Mở quà ra, tặng gì đó mở ra coi. Đây là cái áo khoác. Cái áo khoác. Rồi, đưa có bông đây. Áo khoác ví dụ như là lúc em ra đường có nắng nóng gì thì em khoác vô. Rồi đó khoác cho bạn khoác gái thử Vinh. Coi vừa không? Trời, mới quen mặc áo hoặc quần rồi đó. Đổi sai lại. Chứ dụ sao? Phải không? Giang tặng Vinh gì đó. Em tặng cho bạn một cuốn sách. Hai này chắc là không ăn mỡ đúng luôn. Đều nhau ghê. Em tặng cho bạn một cuốn sách giảm nghĩ lớn. Dạ. Cảm ơn. Rồi người ta người gái nhận quà rồi. Bây giờ mình về đối diện với nhau nói chuyện đi Vinh. Anh nhìn thấy em là anh thấy rất là hợp con mắt của anh. Em thấy anh cũng ok. Cũng được. Nhưng mà anh có cảm nghĩ nào khác về em không? Lúc chưa gặp em là anh chỉ nghĩ em có một đầu tóc màu đen, nhưng mà nó không cái đó thì không quan trọng gì hết trơn. Nó chỉ có mỗi đó thôi đó, còn da trắng thì được. Hiện tại là nhà của mình là đang ở ngoài Huế hả? Đúng. Bố mẹ anh ở ngoài đó luôn? Không, bố anh là mất rồi. À.
Còn hiện tại em đang ở đâu ta? Hiện tại em đang ở Dĩ An, Bình Dương. Nào anh hẹn ngồi anh chạy xuống đó anh kiếm em. Còn anh này ở Tân Phú, Vườn Lài. À, ủa, cùng... ngay đường Vườn Lài luôn hả? Đúng rồi. Anh quan này như thế nào về tình yêu và cuộc sống hôn nhân? Thì anh thì gọi là anh tin chung thủy và tin tưởng và sẻ chia cho nhau vậy. Anh cũng lớn rồi, tới tuổi trưởng thành rồi, chứ còn đâu phải là cái gì cũng hấp tấp nữa đâu mà. Hồi nãy anh chưa nghe em nói rõ về em đang làm cái gì á. À, hiện tại em đang làm hành chính dân sự. Anh đang làm gì nãy em cũng nghe nhỏ á. Anh thì anh đang làm bên một cơ sở sản xuất quần áo, anh đang làm cắt hàng với lại quản lý hàng hóa. Nghĩa là công việc đó anh làm lâu chưa? Rất là lâu rồi. Coi như là công việc ổn định đó. Dạ đúng rồi. Bây giờ quan điểm về gia đình như thế nào? Đàn ông phải làm gì trong gia đình, phụ nữ phải làm gì đó, trao đổi đi. Anh có ngại làm việc nhà không? Giống như là một người một tay thì anh sẽ thích. Còn giống như mà đi làm về hai người cùng mệt mà. Đây em nằm em coi tivi, còn anh đi quét nhà, cái đó nó hơi kỳ kỳ. Nếu mà lấy nhau về thì giống như là chồng và vợ thay phiên nhau. Giống như là vợ quét nhà thì chồng rửa chén, hay là cho vợ nấu ăn thì chồng lặt rau vậy đó. Một người một tay một chân thì sẽ vui hơn. Sau thời gian làm việc hoặc những ngày nghỉ, anh thường làm gì? Nếu được nghỉ thì anh sẽ dùng thời gian đi du lịch. Giống như ở Sài Gòn đúng không? Nghỉ là anh sẽ đi Vũng Tàu, anh tắm biển, tắm đồ vậy đó. Giống như chủ nhật nghỉ thì anh sẽ đi uống cà phê hay đi qua nhà chị dâu với anh trai chơi vậy thôi, chứ anh không có đi đâu hết trơn. Quan điểm về con cái thế nào, con trai, con gái sao đó? Sau này nếu được thì em muốn mấy đứa? Em thì muốn hai đứa thôi. Cũng cùng với anh, được. Hỏi nhà gái coi mình quen nhau bao lâu thì nhà gái cho nhà trai bước qua. Đúng rồi, nếu mà được thì khoảng bao nhiêu lâu chúng ta có thể kết hôn được? Em cảm thấy khi nào mà chúng ta đủ tìm hiểu nhau, đủ gọi sự chín chắn trong tình yêu thì mình sẽ kết nối với nhau. Bây giờ mình đứng lên nè, đứng đây. Giang đứng lên, hai đứa lại gần chút xíu nữa. Ôi sao ta lạnh thế? Hai đứa rất là đẹp đôi nha. Rồi hỏi giờ về nhà em thích con gái đầu lòng, con trai đầu lòng? Em thích con gái hay con trai đầu? Em thì nam nữ thì đều được. Nhưng mà anh muốn con trai để em đỡ áp lực, chứ không có gì hết trơn. Bộ nhà anh là quan niệm phải có con trai hả? Không, ví dụ như là trong gia đình mình cũng phải có nếp có tẻ vậy đó. Sinh một đứa con gái đó chứ không? Thì hàng xóm nói này nói nọ thì mình bắt buộc phải kiếm những đứa con trai vậy đó. Chứ còn giống như trai hay gái gì cũng là con của mình mà, đâu phải con của hàng xóm đâu mình sợ. Rồi hàng xóm nói hoài không đẻ được con trai thì sao? Thì ráng thêm đứa thứ ba, nếu không được đứa thứ ba thì thôi chứ sao nữa. Trời đất ơi trời, lỡ không ra được đứa con trai nào hết rồi sao? Thì ba đứa là dính. Ba đứa đúng không? Hứa nghe, đừng có về bắt người ta đẻ đi ạ. Nói đi, em quan niệm sao nói với con trai đi. Thực ra thì em quan niệm là ví dụ dù gái hay trai gì thì đứa con của mình đã sinh ra thì mình sẽ có trách nhiệm với nó. Và em thực sự là mong muốn một người bạn trai của mình thật là cảm thông và chia sẻ nhau. Và đặc điểm là phải thật thà, lo cho gia đình. Anh muốn ba đứa liên tục luôn đó. Nếu mà không con trai là phải ba đứa con gái luôn đó. Được không? Nói với anh đi. Nghĩ là chỉ nên hai thôi. Cái đó thì mình sẽ bàn bạc lại sau. Sao bàn thì bàn đi luôn đi. Thứ sao hai đứa con gái thì sao? Tới lúc đó họ tính. Ông này muốn trai. Ông này muốn trai. Đúng rồi. Không được rồi. Phải bàn với nhau rõ ràng ở trên cái chỗ sân khấu này, cho nó đọc thống nhất quan điểm và lấy đây làm bằng chứng. Bây giờ thí dụ em nói đi, nếu mà hai đứa là con gái luôn thì làm sao? Nếu là gái không thì hai đứa anh vẫn chịu. Ok ha, giữ cái đoạn clip này lại nha quý vị. Mai mốt mà đẻ tới đứa thứ hai mà vẫn là con gái mà bắt đẻ nữa là lấy cái này ra liền nghe chưa cưng? Nếu cho nó xóa clip luôn. Chào em thấy anh, chào, có được cho em không? Được. Khoảng bao nhiêu phần trăm trong mắt của em? Khoảng 80%. Khoảng nè. Rồi bây giờ chuyện này quan trọng nè, lấy nhau về rồi tiền ai giữ? Em là giữ tiền nhất đầu lắm. Vợ giữ đúng không? Ok. Về ghế ngồi đi được rồi đó. Nãy giờ mình nói chuyện mình cảm nhận về nhau hết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đưa ra quyết định. Theo mắt của chị Lan thì chị Lan thấy hai bạn rất là đẹp đôi. Rồi bây giờ quyết định là nằm ở hai bạn. Chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định của mình. Và sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1, 2, 3. Giang không bấm. Có bấm à? Có không? Có mà bấm nhẹ. Làm tôi, nhà trai tôi lo đó. Có một chút lưỡng lự, đúng không? Em hơi lưỡng lự một chút xíu về bạn nam bên này. Tại vì nhà bạn hơi xa, tức ngoài Huế lận. Nhưng mà bạn đang ở trong đây mà. Gia đình bạn đang trong đây mà.
Tại vì không phải... em bị say xe. À, bị say xe hả? Say xe. Đi máy bay. Máy bay có say không? Dạ, không say. Nếu không say nó cho đi quả tiễn. Rồi, chúc mừng hai đứa đã hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau đi nào. Đó, bây giờ nói với mẹ kìa, với anh kìa. Thấy anh rất là mừng luôn á. Cho phép tụi con quen nhau rồi hứa cái gì đó, hứa với đi. Dạ, thế thì con xin chào bác. Nếu mà con tiến tới được với em thì con xin phép sẽ lo cho em đến hết cuộc đời của con luôn. Hứa rồi đó. Ở đây có tới 8-9 cái camera lận, yên tâm. Xin phép anh trai cho em hôn gái anh gái. Dạ, xin phép anh chị cho em được hôn bạn cái. Dạ, anh trai coi bộ giả được nhỏ em đi, coi bộ mừng dữ à. Rồi, chúc em hạnh phúc nha. Em từ nhỏ là em có sở thích là thích tiền rồi. Mà giống như là hồi nhỏ mà mẹ em nói là lúc em mà thôi nôi á, là có một cái mâm đồ gì đó để em bóc á. Bóc tiền. Thì em bóc cái bút với là tiền. Và cầm tiền không cả, không thả ra luôn. Ngủ luôn mà vẫn cầm. Và tới giờ thì... Rồi giờ tiền em cất ở đâu? Em cất nhiều chỗ lắm chị. Người ta thường nói là thỏ khôn mà có ba hang á. Còn em thì là em không tính là em khôn lắm, nhưng mà điều em cất tiền nhiều chỗ. Có nhớ hết không? Có nào cất xong rồi quên luôn chỗ đó không? Chắc không đâu, tại vì em cất mà chỗ nào em thấy được. Mấy nên là để em còn đếm được á chị. Chắc ngày nào cũng đếm tiền em hả? Chắc không đến độ mỗi ngày đâu anh, chừng 2.000 lần. Trời. Này giống Minh Nhí à. Minh Nhí ủi tiền láng ho này không, xếp lên rồi chụp hình rồi giữ cất này. Ôi, em không chụp hình đâu, chụp hình để người ta thấy mình nhiều tiền kỳ lắm anh. Thôi được rồi, cô bên đây hơi thích tiền. Nhưng mà tình giữa tình với tiền em chọn nào? Nếu mà giữa tình và tiền á thì để coi tình đó tình sâu hay tình cạn đó anh. Còn nếu mà công việc á thì công việc mới có tiền được, nên là chắc em chọn công việc. Còn tình á thì nếu mà yêu nhau thì lúc đó rồi tình tiền chắc đi chung. Phải có tình phải có tiền. Mà nói chứ cô không bao giờ quên tiền đâu anh ơi. Anh đừng có dài cho cô nói tình không có đâu. Rồi bây giờ qua coi anh chàng bên này nha. Dạ. Hello em. Chào chị. Rồi dễ thương quá ha. Dạ, cảm ơn. Style modern dữ. Dạ em cảm ơn. À rồi bây giờ là mình tìm bạn gái, nếu mà được thì khi nào mình tiến tới hôn nhân được? Dạ thì cái đó thì cũng là tùy về hai bên. Tại vì em thì cũng là muốn tìm một người nào mà kiểu mà, tại vì em không có muốn làm lựa chọn quá nhanh, tại vì biết là một người mà mình mà lấy á, là sẽ lấy rất lâu dài, lấy để, tại em không có muốn làm giống như mấy nước ngoài mà kiểu là lấy rồi xong sau đó 2-3 năm sau chia tay, nên em phải là kiểu tìm hiểu rồi xong sau đó coi cái hướng đi của hai người nó như thế nào, xong nếu mà đi cùng được á, và hay là support cùng là ủng hộ cùng với nhau được á, và có cái hướng đi xa cùng được thì em sẽ lấy. Rồi cái điều gì mà em không thích ở cái người bạn gái? Dạ em là một người mà em không có thích á, tại vì em chắc là em nghĩ là một người mà cái gì cũng kể, cái gì cũng muốn nói này nọ. Em là một người không có thích ai mà kiểu quá nói nhiều. Nhiều dạ, chuyện đúng rồi, quá nhiều chuyện. Em muốn là một người mà kiểu là trong lòng phải là bây giờ đang hướng đi là hướng đi về cái bình an trong người, đừng có quá ham chơi. Dạ. Ham rồi. Tiền được không? Ham tiền hả? Thì cái đó thì hai người ở cùng nhau ham tiền để phát triển cùng với nhau thì cũng được. Rồi xong sau đó lấy tiền đó đi từ thiện hay giúp đỡ, thì cái đó là nếu em thấy cái chị đó ham tiền này nọ thì em sẽ làm sao cho thế nào mà lấy cái tiền đó để giúp đỡ và từ thiện. Em lấy tiền em giúp đỡ đi, tiền cô cất kỹ lắm. Không mà nếu làm vợ chồng này nọ thì mấy người Việt Nam thì hay gom tiền cùng với nhau á. Tốt quá. Dạ. Bây giờ nếu như lấy nhau thì là em sẽ để vợ em ở đây hay là đem qua bên kia? Dạ không, cái đó thì cũng chưa biết nữa. Tại vì vợ bình thường thì ở Việt Nam thì hay theo chồng đi đâu thì vợ đi đấy. Em thì em đang cũng định ở Việt Nam. Mà cái đó thì về cái công việc của em và cái, tại em muốn lập nghiệp ở đây, muốn khởi nghiệp ở đây. Trời ơi, vậy dạ. Là tốt rồi.
ha. Dạ. Đây là cái cũng rất là đáng quý, bởi vì những người đi nước ngoài ta hay muốn lập nghiệp ở nước ngoài. Dạ. Còn bạn đi 20 mấy năm rồi, dạ, bạn lại muốn lập nghiệp Việt Nam, điều này dạ, thật là đáng quý. Dạ, cảm ơn bạn về tình cảm đối với Việt Nam. Dạ. Rồi hôm nay em gái đi với ai nè? Dạ hôm nay em đi với ba và mẹ em ạ. À, có ba mẹ nữa hả? Cho dạ, chị gặp ba mẹ em ạ. Dạ. Dạ chào chú ạ, chào cô ạ. Cầm cái micro giùm các tường ạ. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Và chào hai đứa và quý vị khán giả trong khán phòng hôm nay. Xin phép được trả lời là tôi là ba của Trúc Đào. Dạ. Và ngồi kế bên tôi là mẹ của Trúc Đào. Dạ. Hôm nay là chú nhìn thấy cặp đôi trên sân khấu, bạn muốn hẹn hò này như thế nào ạ? Thì mới lần đầu tiên gặp nhau thì thấy hai bên, hai cháu nó cũng cởi mở, cũng vui vẻ. Và để sau này là để cho tiến tới nữa hay sao là do hai đứa hoặc Quyền Linh với Cát Tường tính, chứ giờ mới gặp lần đầu tiên thì cũng chưa có nhận xét rõ lắm. Nhưng mà dạ, thấy hai cháu nó hợp không? Thấy về tính cách, về nãy giờ nói chuyện hai cháu thấy, có hợp không? Theo như bậc làm cha thì thấy hai cái tính cách của nó mới gặp lần đầu tiên thì cũng có 50% cũng có hơi hợp. Có đôi lúc cái ngôn ngữ và cái tiếng với nhau cũng chưa có gọi là quen thuộc quá, hay là yeah, lần đầu tiên á cũng chưa có hiểu quá, thành ra có nhiều cái nó hơi bị trên. Dạ yeah. Nhưng mà đó, cô chú có yêu cầu gì để mà mình chọn một chàng rể tương lai không? Thì nói chung bậc làm cha làm mẹ thì cũng không có yêu cầu gì hơn, miễn sao cho hai cháu nó được trăm năm hạnh phúc là đủ rồi. Yeah. Cái đó là dạ yeah. Không biết làm cha mẹ là có chỉ ý kiến gì thêm thôi không mẹ? Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Tôi là mẹ của Trúc Đào. Mà tôi thấy bé trai bên đây thì thấy cũng được. Thì con coi nếu mà hợp ý con thì con bấm nút chọn đi rồi tìm hiểu thêm. Chứ mẹ thấy thì cũng cỡ mở cũng được. Dạ, cũng được dạ, ha. Cảm ơn cô chú ạ. Cảm ơn dạ, gia đình. Tài đi với ai Tài? Dạ, em đi với mẹ yêu thương của em. À, có mẹ Đào hả? Dạ. Rồi, xin chào cô. Dạ, xin chào Cát Tường. Dạ chào cô. Xin chào Quyền Linh. Dạ chào cô. Dạ chào quý vị khán giả. Dạ. Tôi là mẹ của Chí Tài. Dạ. Chí Tài tuy sống ở nước ngoài nhiều năm nhưng mà rất là tình cảm. Người hiền lành, thật thà và rất là vui vẻ với mọi người, và đặc biệt là có cái tâm rất là tâm từ thiện. Dạ. Dạ. Mặc dù cháu thì không có nhiều về tiền bạc, nhưng mà cái tâm từ thiện nhất là vì nhất là khi mà gặp người già là cháu rất là quý. Dạ. Dạ. Thì tôi thấy cháu gái ở đây thì cũng rất là dễ thương. Chào con. Dạ, cảm ơn cô. Thứ nhất là cháu theo đạo Phật, mà gia đình tôi thì thuần về đạo Phật. Dạ. Hay đi chùa và hay đi là tham gia những chuyến từ thiện, yeah, công tác yeah, xã hội với chùa. Thành ra không biết là cháu có phiền gì hay không. Dạ, chắc con không phiền đâu cô. Tại vì con cũng thích đi chùa lắm. Con cũng thích đi làm từ thiện nữa. Mà tại vì con không có điều kiện thôi cô. Có nè, mai mốt đi với anh nè. Dạ. Anh làm từ thiện qua đây. Dạ. Anh tạo mọi điều kiện. Thì mình từ thiện thì tùy theo điều kiện và hoàn cảnh của mỗi người. Dạ. Thì miễn mình có tâm là tốt rồi. Yeah. Bây giờ thì đến với chương trình hôm nay thì tôi thấy bạn gái bên đây thì cũng thật thà dễ thương. Thì đến được chương trình thì cũng là duyên của hai đứa. Thì tôi mong là hai đứa hãy cho nhau một cơ hội và phải tìm đến một cái cảm xúc thật sự của mình để nhìn tiến xa hơn. Tôi xin cảm ơn chương trình. Yeah. Xin hết ạ. Dạ, cảm ơn cô. Thôi bây giờ chúng ta đến giờ phút gặp mặt nhau nha. Dạ. Thấy trong lòng thế nào rồi? Thấy dạ, nôn nao không? Thì giống y chang hồi nãy thôi, nôn nao. À, nôn nao. Nôn nao và hơi gung ga xíu thôi. Ừ, rồi. Rồi bây gặp giờ cô gái ấy, cô ấy sẽ hát dạ, cho bạn nghe nha. Okay. Xong bạn hát cho cô gái nghe. Okay. Để cảm nhận về nhau nha. Kéo okay, rào. Đấy. Bắt đầu. Dạ, chào anh. Dạ. Ấy, dạ, tặng hoa đi. Cho em nè. Dạ, cảm ơn anh. Ok. Dạ. Dạ, hoa gì vậy em?
cái này là hoa hồi nãy mẹ nói mình là hoa dạ sống đời dạ. Rồi, em cũng có món quà em tặng anh đẹp à. Quá dạ. Là biết cái giờ này anh. Dạ đúng rồi. Hai người tặng chắc quà có ý nghĩa quá ha. Anh dạ. Về anh chỉnh lại theo giờ của anh nha. Okay, dạ em cũng không biết được dạ. Dạ. Rồi được rồi đó, hai bạn nói chuyện đi. Để tại vì dạ. Cho em mời cho, à, anh mời em hát trước đó hay không? Hồi nãy dạ, hồi nãy hơn. Em cũng có nói là em có thích hát á. Bây giờ thì em định hát cho mọi người nghe luôn dạ, là nghe. Chắc được khúc thôi. Em không em nghĩ là em hát hết chắc hết giờ. Chủ yếu hát cho đi, bạn trai nghe đi. Đó dạ. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam, ngày chi đường xa không tới, về đây nói với nhau mấy lời. Xuôi mái chèo sông Ông Đông, đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau, xuồng ghe ngày đêm không ngớt, về Cà Mau là thấy thương em rồi. Hay quá. Hay lắm. À, chị giới thiệu với bạn trai luôn dạ. Là cái đồng hồ đó đó dạ. Là bạn gái tự thêu nha. Thì hả? Dạ. Trời vầy quá vậy. Dạ chắc nó nghĩ gì vậy? Em đọc giùm anh đi. Đó em đọc đi. Nó nghĩ gì vậy? Dạ thì tại em không biết đâu. Cái này là ngôn ngữ thế giới ai cũng biết hết anh. Vậy hả? Dạ nhìn thấy trái okay. Tim là biết rồi. À, dạ. Okay. Cài hàng người ta nữa ha. Vậy cho cho anh dạ. Hát lại nha, cho anh hát dạ. Nha. Từ từ mình mời mình cái này tại vì lời Việt Nam nên là lâu lâu quên. Okay. Dạ. Anh ba yêu thương ta trao phút giây ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau, có lẽ hôm nay hai ta sẽ quen nhau rồi, mình cùng chung lời nhé em người ơi. Anh sẽ bên em ôm em những khi em buồn, anh sẽ ru em cho em yên giấc ngủ ngon, những lúc cô đơn anh vẫn giữ em trong lòng, dành trọn con tim nguyện trao đến em. Em sẽ hát. Dễ thương quá. Dạ. Rồi hai bạn cảm nhận về nhau như thế nào sau khi mà kéo cái rèm ra? Dạ thì dạ. Thì mình bây giờ chỉ có vài phút thôi để cảm nhận rồi. Lần đầu tiên nên không có quá nhiều mà em anh thấy em rất dễ thương. Dạ, dễ thương có giọng hát Cà Mau rất tuyệt vời. Tại vì anh hiện bữa giờ anh về Việt Nam á, anh cũng hay đi về miền Tây, xong anh thấy mấy phụ nữ miền Tây cũng rất dễ thương và dạ. Và anh thấy chắc là lý do tại vì họ ăn trái cây nhiều hay là họ ở đó xong ở gần cái môi trường mà làm cho họ ăn mấy đồ bổ, tại anh rất thích ăn mà mấy đồ kiểu trái cây lắm. Về Việt Nam từ bữa giờ á, anh ăn trái cây rất nhiều. Dạ anh ăn nên, nhiều nhất là món gì vậy? Dạ anh ăn hôm bữa giờ ăn bơ luôn. Thấy sao mấy? Dạ, tại em thích vượt qua cái gì mà thấy làm cho mình em rất can đảm. Rất can đảm. Em okay. Thì em cũng can đảm lắm anh. Vậy em hả? Chơi tàu lượn siêu tốc được. Vậy hả? Dạ. À, trong tất cả các trò chơi thì em thích cái trò chơi đó nhất á. Mà em dạ. Có tập bây giờ có tập thể thao gì không? Em thì là cũng thích tập thể thao lắm nhưng mà tại do công việc em đi công tác thường xuyên nên là cũng không có thể tập thường xuyên được. Không, là mà, lâu không, lâu mà, mới lâu, tập lâu. Thôi. Tại vì tập thể thao là đâu phải tập một hay là hai tiếng đâu. Đúng tập rồi. Nửa tập nửa tiếng hay là kiểu tập thể thao là nghĩa là đi bộ cùng ví dụ người yêu hay là gia đình trong mấy nơi mà mình thích á. Dạ thì em đi công tác là em đi bộ nhiều lắm luôn anh. Phải hả? Dạ. Thôi giờ mình vô cái chuyện tương lai đi. Dạ. Tập thể dục thể thao hoài cho tới dạ. Sáng luôn á. Với chuyện tương lai thì dạ. Tương lai á thì bây giờ thì mình tương lai. Em thì em kiểu cái trong tình yêu em thấy gì quan trọng nhất? À, em thấy sự chung thủy là quan trọng nhất dạ. Và sự tôn trọng lẫn nhau. Còn theo anh em, về tình yêu thì quan điểm của anh như thế nào? Quan điểm của anh là phải là một người thích chia sẻ và kiểu và anh mà tin tưởng ai á là anh sẽ rất thoải mái và rất cho người đó kiểu cái tự do riêng tư của họ. Tại vì em tại thấy là kiểu
Anh bình tĩnh đi anh không có gì rung đâu. Đúng rồi, xin lỗi tại anh. Cái đêm mới nên anh em cũng mới lần đầu tiên lên nên em cũng rung dạ. lắm. Nhưng anh vừa nói anh vừa nhớ cái từ Việt Nam. Dạ, em vừa nhớ. Nhớ từ Việt Nam xong nói tiếng Việt sao cho bạn nữ này hiểu. Dạ. Lâu. À, chứ còn nếu mà theo anh á thì là anh thì cũng có dự định định cư ở Việt Nam. Dạ, anh á bây giờ là dự định của anh đó là về Việt Nam để làm MC về văn hóa về thể thao để cho giới thiệu Việt Nam cho môi trường. Mà nói tiếng gì, MC nói tiếng gì? Dạ em thì có thể nói tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Việt. À nhưng mà cái chương trình em là em nói tiếng Pháp hay nói tiếng Anh? Dạ không, em thì em bây giờ em muốn tìm cái chương trình nào mà để cho em giới thiệu bằng cái tiếng Việt hay tiếng Anh cũng được. Dạ. Tại bây giờ em có hai cái hướng đi ở Việt Nam, là hướng đi đầu tiên á là tìm một công ty nước ngoài nào mà làm về sale này nọ và sale châu Âu, châu Á, hay là em muốn dự định là làm chuyện làm ăn tính sau đi. Dạ, ok. Chuyện làm ăn nó dài lắm ha. Dạ. Bây giờ chúng ta chỉ có khoảng 30 giây nữa thôi. Dạ. Hai em hãy nhìn thẳng vào mắt cô gái và nói lên những cái gì mình đang suy nghĩ của ấy, mong muốn điều gì về tình yêu. Cho mình đứng dậy được không? Đứng dậy được. Được, dạ. tự nhiên. Đứng dậy cùng với nhau, xin chào. Dạ. Dạ. 30 giây để nhìn thấy. Dạ. Em được một cái là đều cùng là mắt kiến hết. Vậy hả? Dạ. Okay. Vậy thì bây giờ mình... Cái này là như mọi người anh chàng hay nói là mình đến đây là một cái duyên. Nên á, là một cái cơ hội để tìm hiểu với nhau. Dạ. Nên mình hy vọng là sẽ quen được nhau. Dạ. Ok. À, còn điều nữa em nãy giờ em quên nói, anh có hút thuốc không ạ? Dạ anh không có hút thuốc, không có biết uống bia. Trời ơi, vậy tốt quá, tại vì em dị ứng với lại thuốc lắm anh. Vậy hả? Dạ. Tuyệt vời quá, anh cũng vậy. Dạ. Okay. Dạ. Hai người. Rồi. Dạ. Ok. Rồi, được rồi. Nào, hãy để tay chút bấm đi. Dạ. Nhẹ nhàng, lịch sự quá đây. Ha. Dạ. Đó. Đây là tài đây. Chắc nhau liền. Dạ. Đó. Đặt tay vào. Hãy bạn đồng ý thì bạn sẽ bấm vào cái nút bấm này nha. Bấm là bấm một ngón thôi, phải bấm nguyên một bàn vậy đâu. Đây nè, ngón ở bên cái... Pháp có hay xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò không? Dạ chắc cũng rất thường xuyên. Cái ở này... bên đó nhiều người xem không? Dạ chắc em cũng hy vọng là nhiều người xem, tại chương trình em thấy này cũng rất hay. À rồi. Dạ. Bây giờ bạn xem rồi, bây giờ mình trở thành nhân vật ở đây. Dạ. Mình có bấm nút hay không? Chuẩn bị. Sau 3 tiếng đếm thì mình sẽ quyết định nha. Và mình phải chịu trách nhiệm với cái quyết định của mình. Phải suy nghĩ thật kỹ. 1 2 3 hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Nào. Rồi mời em. Rất là dễ thương. Rồi bây giờ đây là những chiếc vé xem phim của cụm đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Bây giờ vẫn còn run đấy. Dạ đúng rồi, tại vì em con kêu điểm là em hơi run mấy cái môi trường mới mà mai mốt em nếu lên chương trình. Xin phép ba mẹ của bạn gái cho hôn bạn gái một cái làm kỷ niệm trong chương trình ngày hôm nay. Dạ dạ thì các từ người kêu em xin phép thì em xin phép ba mẹ hôn trên má của đứa con dễ thương của cô nha. Trời ơi. Dạ. Các tường suối trong này nữa trời. Tự nhiên các tường kêu xin.